chút thấp hơn, đồng ý. Lá là gì ạ? Tiếp theo sẽ có là ngao nhật hơn rừng ạ. Và tiếp theo sẽ có là cá ngâm giấm ạ. Dạ. Dạ. Mình ăn. Thôi trận này mà có mừng mà mới về mà. Cái này thì đây là mát rồi, có xay chua lại. Để chưa cái này lên chân cho mình coi, lên chân như vậy. Xin mời năm loại bao gồm tôm ngọt. Tiếp theo sẽ là lượng cá bơ. Các cam ăn kèm Jujukoso. Mày ngon quá à, tao chỉ ăn miếng rồi. Dạ được cả, các cam ăn kèm Jujukoso rồi Otoro và các cá ăn kèm chanh. Anh luôn á chị. Nó có thành phần gì chấm vậy cơ? Dạ Juju. Muối biển. Juju nó chỉ trồng cái trồng làm cho mình đỡ ngán. Dạ. Với lại là khi mình ăn cá mình ăn muối Juju. Tính bằng trọng hả? Em xin phép gửi món tiếp theo của mình sẽ là gan cá mọc quỷ ăn kèm với lại một ít nước tương chua và hạt giấm balsamic truffle. Ê, mẹ ơi. Tỷ phong. Ừ. Em sò quá. Bỏ cơm nhé. Tôm hoa anh đào. Dạ, tôm hoa anh đào. Lưng có ngựa vây xanh. Dạ, thật lưng. Tai của cưng xuống chắc là nó đi muốn đến đi. Dạ. Cái này mèo ơi, con bé này sao nó xinh quá vậy ta. Cá bự. Nó học xong rồi.